Chào các bác, ở đây thì tôi nên cho các bác cái mẫu nhang vòng trầm hương nhé các bác nhé. Cái mẫu này thì tôi đóng một hộp 100g và một hộp như này thì cháy một vòng là 2 tiếng, 4 tiếng chứ. Loại này là cháy 4 tiếng nha các bác. Và 100g như này thì nó được khoảng 20 cho đến 22 vòng, 23 vòng. Một vòng à một bánh của nó là được 2 vòng nha các bác. Một bánh như này tách ra được 2 vòng thì nó khoảng 40 đến 45 vòng một hộp như này. Thì các bác dùng phải hơn 1 tháng. Nếu mà ngày nào cũng dùng phải hơn 1 tháng thì các bác mới dùng hết một cái nọ như này. Đó, và loại này thì nó là hàng rừng tự nhiên nhé các bác nhé. Xay bột rất là nhuyễn, rất là chất lượng luôn. Wow. Và cái loại này thì hiện tại bên tôi đang có khuyến mại tặng một cái đế này này. Đó, bên tôi đã để sẵn một cái đế để các bác khi mà các dùng trong nư ấy, bác sẽ dễ dùng. Đó, nó không bị tắt. Để cái vòng lên cái đế này, đế đồng này. Và hôm nay đặc biệt nữa là bên tôi sẽ tặng cho các bác một cái nư gốm nhé các bác nhá. Đây, cái nư gốm đây, để trong cái hộp như này. Khi mà các bác mua hàng thì bên tôi sẽ tặng kèm cho các bác một cái nư gốm. Trong cái tháng này bên tôi sẽ khuyến mại cho các bác. Đây, cái nư gốm trên kia kìa các bác ạ. Đó, những cái nư gốm bên tôi xếp trên kia. Nư đồng bên dưới, đó, nư gốm bên trên nhé các bác nhé. Nư đồng là những cái hộp màu vàng ấy. Và nư gốm là những cái hộp màu nâu kia. Đó, thì bên tôi sẽ tặng cho các bác kèm theo khi mà các bác mua cái nhang vòng này nhé các bác nhá. Nhang này thì hiện tại bên tôi có hai loại, loại 1 là 750 và loại 2 là 550. Đó, cái loại 550 thì nó sẽ thơm nhẹ hơn nhé các bác nhá. Đó, loại 550 thì thơm nhẹ hơn. Nó được làm từ hàng men vi sinh, hàng men vi sinh và hàng rừng, hàng dục rừng. Đó. Còn hàng 750 này thì nó là được làm từ hàng kiến và hàng dục nha các bác nha. Hàng kiến và hàng dục rừng. Hàng dục là nó hương thơm của nó lưu rất là nâu. Hàng dục có nghĩa là hàng như nào. Đây, tôi cho các bác xem. Đó, đây, đây, đây. Đây là hàng dục. Hàng này là hàng VIP. Hàng VIP này thì chỉ để xông thôi các bác. Xông nư điện ấy. Đó, còn cái hàng làm nhang này thì nó sẽ không được VIP như cái hàng này nha các bác nha. Nó sẽ không nhiều dầu cũng như là không được cao cấp như cái hàng này. Đó. Nhưng mà nó cũng là hàng dục. Đó là cái hàng dục để tôi giới thiệu đến các bác. Hàng nũa đấy, nó gọi là nũa đấy các bác. Đó, đây này, những cái hàng mẫu hàng như này này. Nó còn nó dục hết đi những cái gỗ bên ngoài. Và mình chỉ còn giữ lại, nó chỉ còn giữ lại những cái phần mà có tinh dầu thôi. Nó cứng, nó rắn, nó không bị mục, nó không bị mục được. Thì đấy nó gọi là hàng dục, hàng nũa. Đó. Thì có cả hàng kiến này, hàng dục ở trong này là loại 750. Còn hàng 550 là hàng men vi sinh. Hàng men vi sinh là, để tôi giới thiệu cho các bác luôn cái hàng men vi sinh đây. Hàng men vi sinh đây nhé các bác. Đây, để cho các bác hiểu hơn về cái hàng men vi sinh. Hàng men vi sinh là mình nuôi cấy và dùng cái men hoàn toàn là tự nhiên nhé các bác. Men tự nhiên, men sinh học, để bơm vào những cái lỗ vết thương. Sau đó là đợi khoảng 3 đến 5 năm sẽ nó sẽ có cho trầm như trầm tự nhiên luôn các bác. Thì các bác hiểu nôm na là nó như là mình trồng rau sạch trong nhà kính ấy. Đó, thì cái trầm hương này mình cũng là kích thích trầm hương từ những cái hàng men vi sinh sinh học, là nó cũng sạch hoàn toàn là 100% là tự nhiên. Nhưng vì sao giá nó rẻ thì các bác có thể biết rồi. Những cái hàng mà hàng trồng hay là hàng con người tạo nên thì nó không thể bằng chất lượng 100% như hàng tự nhiên tạo thành được. Cái hàng tự nhiên nó có một cái gì đấy nó rất là đặc biệt và nó không thể nào mà làm lại 100% như vậy được các bác nhé. Cho nên là cái hàng này thì nó cũng chất lượng gần tương đương, gọi là tiệm cận được với hàng tự nhiên thôi, chứ không thể nào mà bằng hàng tự nhiên 100% được. Và giá thành nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Vì thế mà anh em người ta xông trầm thường xuyên hoặc là muốn giảm cái giá thành xuống, người ta mua nhiều thì người ta sẽ lựa chọn cái hàng men vi sinh này. Rất là chất lượng nha các bác.
bên tôi gửi đi nước ngoài cũng gửi cái hàng men vi sinh này rất là nhiều cho anh em ở bên đấy sử dụng và phản hồi rất là tốt, cái hàng hương thơm chất lượng rất là tuyệt vời, cái hàng men vi sinh này nhé. Hàng men này thì nó không có nhiều, đây đây các bác này, đó đây là những cái nỗ này, đó nó ăn dầu này các bác này, hoàn toàn là tự nhiên. Còn cái hàng rừng, hàng núi rừng tự nhiên này thì nó lại càng hiếm hơn. Đó, hàng này thì nó lưu hương rất là nâu và nó hương thơm của nó rất là đặc biệt. Làm nhang, làm các cái loại sông đốt này cũng rất là tuyệt vời. Trầm hương thì trầm hương tự nhiên thì nó rất là tuyệt vời, hương thơm cực kỳ là đẳng cấp à. Các bác chỉ cần xông một miếng nhỏ lên, xông bằng cái nước điện ấy, là nó thơm khắp phòng. Như cái phòng này của tôi khoảng 20 mét vuông, chưa đến 20 mét vuông, thì xông một cái nư điện nhỏ xông là nó thơm khắp phòng luôn, lưu hương rất nâu, đi từ ngoài vào là người thấy hương thơm ngay từ cửa, người thấy hương thơm của trầm hương ngay, nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cái phòng làm việc hay là cái phòng ngủ của mình mà lúc nào cũng có hương thơm trầm hương thì muỗi không vào được, nó sợ ngay. Và mình đi vào mình cảm giác nó rất là thư thái, thư giãn và nghỉ ngơi những cái giây phút rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì cái nhang vòng này, mục đích sử dụng của nhang vòng này thường là các bác sẽ sử dụng ở trên ban thờ, thắp hàng ngày, cháy 4 tiếng, cháy rất là lâu, cho nên là các bác không cần phải thắp nhiều lần như là nhang nụ hay nhang cây. Nhang cây thì nó sẽ có mục đích riêng, nhang nụ nó có mục đích riêng, nhưng riêng nhang vòng này nó rất là tiện và nó rất là gì nhỉ, gọi là dôi ấy, dùng rất là lâu, dùng được lâu vòng. Và để trong nư thì bên tôi sẽ tặng cho các bác một cái nư như thế này nhé. Đây tôi bóc ra này, cái nư đây, đây là cái nư nó màu, nó màu đen rồi có màu trắng rồi màu xanh, nó đủ màu hết đấy. Tôi cứ lấy, gọi là lấy cho random thôi, màu sắc thì random thôi các bác, ra nư gốm. Đó. Các bác đặt hàng thì các bác cứ nhắn tin hoặc là gọi điện nhé, gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo, bên tôi sẽ giao hàng tận nơi, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhé các bác. Đó, rất là đẹp. Đấy, cái nư gốm này, nư gốm cực kỳ đẹp luôn. Bên tôi tặng cho các bác. Bỏ cái đế vào giữa đây, sau đó mình cắm cái nhang, để cái nhang trên cái đế đấy và đậy nắp lên thôi, đốt châm lên, chúng ta đậy nắp để vào, để trên ban thờ Phật hoặc là ban thờ tổ tiên hoặc là ban thần tài đều được nhé các bác, hoặc là để chỗ cạnh chỗ làm việc. Đó. Cái nhang vòng này thì nó hương, cái khói của nó rất là ít, nó không như nhang nụ đâu, nhang nụ thì nó cháy nhiều khói hơn, còn nhang vòng này nó cháy ít khói và nó rất là thơm, nó thơm rất là dịu nhẹ nhàng nhé các bác, nó không bị khét giống như là mình đốt bột hay là đốt rác sông hoặc là đốt nụ đâu. Nụ là cháy nhiều khói nhất trong các loại nhang, nhang nụ là cháy nhiều khói nhất tại vì là nó có mục đích là để sông tẩy uế mà, cho nên nó cần nhiều khói là vì vậy. Nhang vòng, nhang không tăm, nhang cây và miếng trầm hương thì nó sẽ có cái mục đích là đúng chúng ta để thưởng thức cái hương thơm. Nhưng mà để mà nếu mà các bác mục đích là thưởng thức hương thơm ấy, tinh khiết của trầm hương ấy, thì các bác nên sử dụng cái miếng trầm tự nhiên này và xông với cái nư điện nhé các bác, xông với cái nư điện là tuyệt vời nhất. Đó, thì clip hôm nay thì tôi xin kết thúc tại đây. Các bác nào mà có nhu cầu về nhang trầm hương, các loại mẫu nụ, nhang trầm, nhang không tăm, nhang vòng, nhang cây, hoặc là những cái miếng trầm, bột trầm này, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo, bên tôi đang có khuyến mại rất là tốt cho các bác và được tặng quà. Đó, thì các bác liên hệ trực tiếp nha. Cảm ơn các bác nhiều. Xin chào.